từ cây số 2 thả đó phải không? Ok, giữa trái bom của bạn và trái bom số 2 có 3 cái nhà ở bờ bên phía bắc đó bạn. Ok rồi, tôi nhận rõ. Ok, xin mời thôi. Ok, bạn sẽ gắn lại 50 thước bờ kính phía nam, gắn lại 50 thước bờ kính 3 km, 50 thước. Ok, quả nạp bạn nổ đến đúng các bạn thôi.